thánh Đức Maria Nữ Vương lễ nhớ. Thánh lễ này được Đức Thánh Cha Pio XII đưa vào phụng vụ để kết thúc năm Thánh Mẫu 1954, kỷ niệm 100 năm công bố tin mừng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Lúc ban đầu, thánh lễ được cử hành vào ngày 31 tháng 5 để kết thúc tháng Hoa. Theo phụng vụ mới năm 1970, thánh lễ được dời vào ngày 22 tháng 8, Bát Nhật sau ngày đại lễ Đức Maria hồn xác về trời. Hiểu nhầm rằng mẹ được đưa về trời để được tôn vinh là nữ vương thiên quốc. Lễ trọng Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác được tiếp nối bằng lễ Đức Maria trinh nữ vương. Lễ này được cử hành một tuần sau lễ trước, và trong lễ này người ta ngắm nhìn đến đang ngự bên cạnh Đức Vua muôn đời. Bà sáng láng như nữ vương và nắm giữ vai trò cầu bầu như người mẹ. Trích Phaolô thứ 6, Marialis, chương 4, số 6. Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?"
Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Bối rối là cảm xúc thường tình của con người. Ta dễ gặp bối rối về những chuyện không may trong cuộc đời, và trở nên bối rối hơn khi gặp những chuyện lạ lẫm bất ngờ. Trước những sự việc như thế, ta ứng xử thế nào để bối rối của ta trở thành hoan lạc và trổ sinh hoa trái cho cuộc sống, nhất là trong đời sống đức tin của mình? Ngang qua tin mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến sự bối rối của mẹ Maria trước sự xuất hiện của sứ thần Gabriel đến truyền tin cho mẹ về ngôi hai Thiên Chúa làm người trong cung lòng mẹ. Mẹ không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt cùng lời chào vượt quá trí hiểu của mẹ. Mừng vui lên hỡi đứng đầy ân sủng. Đứng trước lời truyền tin đầy nhiệm màu của sứ thần, mẹ Maria đã bối rối tự hỏi: lời chào ấy có ý nghĩa gì? Trước hết, việc một trinh nữ được chọn làm mẹ của đấng cứu thế là một điều không thể hiểu được. Nhưng mẹ Maria không phản đối hay từ chối, mà mau mắn đáp trả lời xin vâng khi nghe sự giải thích của sứ thần: Đức Chúa ở cùng. Mặt khác, sự bối rối của mẹ cũng phản ánh sự khiêm nhường của mẹ. Dù được chọn là mẹ của Chúa, nhưng mẹ chỉ xem mình là nữ tỳ hèn mọn của Chúa khi đối diện với ý muốn của Thiên Chúa, muốn mẹ cứu mang đấng cứu thế. Cuối cùng, sự bối rối của mẹ Maria là một mẫu gương cho chúng ta trong việc đối diện với những sứ mạng cao cả và thách đố trong cuộc sống. Bước theo Chúa, chúng ta cần noi gương mẹ để bước ra khỏi sự sợ hãi và tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt và ban cho chúng ta những ân huệ cần thiết khi đối mặt với mọi thách đố. Lạy mẹ Maria, qua lời xin vâng, mẹ đã trở nên nữ vương trên thiên quốc. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa, ban cho chúng con lòng can đảm để đón nhận những thử thách, trở ngại trong cuộc sống. Nhờ đó, chúng con vượt qua những bối rối trong cuộc đời mà mạnh mẽ làm chứng cho Chúa trên con đường lữ thứ trần gian hướng về quê trời. Amen.